ra có một cái group Discord để giao lưu và trade item của game Diablo và PoE. Thì anh em nào đang tìm nơi để mua bán hay là tán gẫu thì anh em có thể join group Discord ra ha. Ngoài ra bên gần có bán game và làm dịch vụ về Diablo 2, Diablo 4. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể PM ở trên page của gà. Cảm ơn anh em. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của gà. Thì như anh em biết tối qua nó đã ra cái trailer của season 3 Diablo 4 rồi, đó là season of Construct. Thì cái season này á, nó sẽ là xoay quanh robot. Như gà thấy thì nó sẽ xoay quanh robot đó anh em. Thì gà sẽ nói nhanh những cái nào mà ở trong cái bản cập nhật của nó nha, những cái thông tin ở trên blog của nó. Thì những cái này á, nó sẽ có một cái buổi livestream vào ngày 19 nữa, là rạng sáng ngày 19 anh em. Thì nó sẽ có một buổi livestream để nó thông báo về cái chi tiết của cái gameplay của cái season 3, nên anh em có gì đó xem nha. Rồi hôm nay gà sẽ chỉ nói nhanh những cái chính của cái phần mà season 3 sẽ có thôi. Season 3 chúng ta sẽ nhận cái quest, những cái quest của cái thằng Jotun Kun. Thì cái thằng này á, thì nếu anh em chơi Diablo 3 rồi anh em sẽ gặp nó ha. Chúng ta sẽ có một con bẹt đồng hành với chúng ta, đó là cái con Senator. Thì cái con này nó sẽ đi theo chúng ta và đánh cùng chúng ta đó anh em. Nó giống như con robot vậy đó. Thì cái thông tin gameplay nó sẽ cập nhật đầy đủ hơn. Ở đây anh em chỉ cần nhìn vô hình thôi. Thì anh em nhìn vô hình anh em thấy ha, cái phần này giống như chúng ta đặt mấy cái viên rune đồ vô á. Đó, rune nó vô nè, đây rune đây nè. Với chọn mấy này vô cho nó hợp, sao cho nó hợp y chang như thấy có vẻ giống y chang như là cái hàng season upload vậy anh em. Chọn mấy cái vampiric đó xong rồi đặt vô thôi, thấy cũng tựa vậy. Rồi, ở dưới đây nó có phần governing stone với lại stolen stone. Đây nó có phần loại ra nè anh em. Governing stone này không, nó sẽ có những cái loại gì nè không. Focus fire, gyrate nè, impale nè, lightning bolt nè, đó. Mấy cái này gắn vô, mình gắn vô trong đây rồi mình cho con bẹt của mình á, nó sẽ đánh những cái đó thôi. Turning Stone cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng riêng. Anh em thấy không, nó toàn là Turning Stone thì nó sẽ toàn là mấy cái support không à. Burning support nè, Blading support nè, Poison support nè, đó. Toàn là mấy cái support gắn vô thôi. Nó thấy tựa như là cái hàng mà gem support của bên BOE á nè. Rồi nó sẽ có một cái new engine mới là Vô, để anh em có thể đi cái đó ha. Rồi thông tin thì chi tiết thì nó sẽ nói sau, chắc có thể là ngày mà Campfire Chat nó sẽ cho coi luôn cái gameplay của nó. Rồi cái season 3 này chúng ta sẽ có cái leaderboard. Cái leaderboard này nó sẽ thay đổi theo từng tầng. Thì cái leaderboard thì chắc chắn là ai được điểm cao á thì anh em sẽ đứng đầu của cái bảng đó, trong một tầng đó xếp hạng mà. Thì thông tin chi tiết thì nó sẽ thông báo trong cái phần Campfire Chat luôn. Rồi mấy cái thay đổi tiếp theo nè, là cái heo thai chúng ta sẽ thay đổi nè. Cứ một tiếng á, là chúng ta sẽ có heo thai một lần. Là heo thai nó sẽ acti 55 phút và 55 và sẽ có 5 phút để nó nghỉ. Sau đó là nó acti tiếp 55 phút nữa. Là cứ mỗi tiếng sẽ có một lần, mỗi tiếng sẽ có một lần đó anh em. Rồi chúng ta sẽ được sử dụng cái WASD. Thay vì mà dùng chuột thì chúng ta có thể dùng cây bo được rồi. Chúng ta sẽ được nhận thêm một cái rương chứa đồ. Chỉ có một rương thôi hả trời. Tôi nghĩ là phải cho thêm 2-3 rương gì chứ, tại sao có một rương thấy hơi chán á. Đáng lẽ phải cho nhiều rương một chút xíu. À mà quên, cái sự kiện game kỳ này nó sẽ diễn ra ở Kazakhstan nha anh em. Rồi nó cải thiện một số cái về kill tree, rồi mấy cái mà khi mà chơi dingo. Rồi mấy cái dưới đây là mấy cái về nhận quà của mấy cái battle pass thôi, của cái season 3 này á. Đây, cũng không có gì đặc biệt hết, skin thôi. Cái này anh em nào chơi 2-3 mùa thì quá rành rồi. Cái này nhìn giống như samurai vậy anh em, đúng không? Samurai cổ. Rồi như nó nói nè, anh em thấy không, ngày 18 lúc 9 giờ sáng BST, là ngày 18 là bên mình là ngày rạng sáng 19 đó anh em. Thì nó sẽ có campfire chat. Thì bữa đó có gì thì gameplay gì đó thì tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiếp cho anh em nha. Thì đó là tất cả những gì mà gà muốn chia sẻ với anh em thôi. Nếu anh em có thắc mắc đóng góp ý kiến gì đó, thì anh em có thể comment phía bên dưới video. Nếu anh em là người mới tới channel gà và thấy video gà thích, đừng quên bỏ lại cho gà một like, một subscribe và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gà up lên trong tương lai. Nếu anh em mới support channel thì có phần thông tin donate gà góc trái màn hình. Nếu anh em không thể donate được, anh em chỉ cần bấm like, share video, đó cũng là cách support channel rồi. Cảm ơn anh em đã ngồi nghe những cái chia sẻ của gà và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Thì để tránh cái việc mà anh em bị mít
mấy event để farm nguyên liệu trong game để chúng ta farm những món đồ tốt á, thì bên gà có một cái app thông báo cho anh em những cái event ở trong game để anh em không bị miss. Thì anh em chỉ cần set cái thời gian 5 phút 10 phút trước khi cái event nó xảy ra thì nó sẽ thông báo cho anh em. Rồi cái app này cũng có phần mà nó sẽ get mấy cái build cho anh em khi mà anh em đụng được cái món unit hoặc là cái món unit mà anh em không biết sử dụng sao build gì, anh em chỉ cần chụp hình xong rồi nó sẽ quét, nó sẽ giúp cho những anh em newbie biết là cái này nó sử dụng cho cái build nào. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need